Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái video chia sẻ về các cái điều mà mình cần để ý để giúp cho các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả cuốn sổ tay đọc dịch của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng trích dẫn một cái câu ở trang số 44 ở trong cuốn sách. Nội dung của cái bài viết này được mang tên là Thực hành những điều đã học, Narata Koto Jisen Suru Koto. Thì bây giờ mình sẽ cùng đến cái phần câu mà mình muốn hướng dẫn các bạn trong cái bài ngày hôm nay. Đó là cái cách diễn đạt mà bắt gặp đến hai lần trong cái phần trích dẫn rất là ngắn này, đó là tada cộng với lại dake dewa. Ý nghĩa của cái cách diễn đạt là tada dake dewa nghĩa là nếu như mà chỉ có làm như vậy không thôi thì là dame da, thì là không được, thì là mang cái ý tiêu cực ở phía đằng sau. Thì mình có lấy được hai cái ví dụ mà mình nghĩ là khá là hay gặp, đó là cái câu đầu tiên, mình sẽ cùng đến với cái câu đầu tiên nhé, đó là ta đã hôm nay được đa kê đều ạ, đa mê để xíu. Warui koto o shitara zettai ni shikarana kereba naranai. Nghĩa là nếu như mà mình chỉ có khen không thôi thì là sẽ không được. Thế nên là nếu như mà ai đó làm gì đó sai, đúng không? Warui koto o shitara có là nếu ai đó làm gì đó sai, con làm sai hoặc là người nào đó làm sai thì là nhất định zettai ni là mình sẽ phải mắng. Thì cái đoạn mà ở phía đằng sau ở đây mang cái ý là tiêu cực và không tốt, đúng không? Có là mình phải mắng người ta, mình phải shikaru người ta. Còn cái đoạn ở đằng trước thì người ta đưa ra cái vế là đó là nếu như mà chỉ có như vậy không thôi thì không được, thì sẽ là ta đã hôme được đa kê đếp ạ, đúng không? Thì ta đã đa kê đếp ạ là một cụm và nó rất là hay sử dụng trong cái văn phong nói thực tế hay là trong cái văn viết hàng ngày, thì các bạn sẽ sử dụng cái cách diễn đạt này. Ở đây cũng là một cái cách diễn đạt của cái câu điều kiện ở trong tiếng Nhật. Mình thì thường hay nhớ một cách nôm na là câu điều kiện ở trong tiếng Nhật nó có hai loại, một là kagiri, nó cũng dùng trong trường hợp là câu điều kiện, mình hay dịch là nếu thế nọ nếu thế kia, và trong cái trường hợp này đó là tada cộng với lại dake desu ạ, mình cũng hay hiểu nó là một cái loại câu điều kiện thôi, là nếu như trong trường hợp như vậy thì là sẽ không được ở phía đằng sau. Tiếp đến thì là mình sẽ trích dẫn luôn hai cái câu mà được trích dẫn ở trong cái phần đọc của cái cuốn sổ tay đọc dịch này, đó là cái câu đầu tiên là ta đã information を集めるだけでは次への進歩はありません. Có nghĩa là nếu như mà mình chỉ đơn thuần thu thập thông tin thôi thì là sẽ không thể nào đem lại cái bước tiến mới được. Đa kê đếp ạ ở đây nó chính là cái điều kiện, đúng không? Nếu như mà mình chỉ đơn thuần là atsumeru thôi, đúng không? Thu thập thông tin thôi thì không đem lại cho bạn những cái bước tiến mới. Hoặc là cái câu số 2 cũng tiếp tục ở trong cái bài này, đó là jibun ni wa karai ga aru to tada mitome tada kê đếp ạ tsugi e no shinpo wa arimasen. Có nghĩa là nếu như mà mình chỉ đơn thuần thừa nhận không thôi, đúng không? Thừa nhận rằng là jibun ni wa karai ga aru to, có là nếu như mà mình chỉ có thừa nhận rằng là mình có vấn đề, dư bưng nếu ạ karai ga được tổ, thì là mình cũng không thể nào là đem lại cái tiến triển gì hoặc là cái bước tiến triển gì tiếp theo. Thì cái nội dung của cái bài này ý nói rằng là chúng ta sẽ cần phải hành động này, chúng ta sẽ cần phải thực hành những cái điều mà chúng ta đã học, chứ không phải chỉ đơn thuần thu thập thông tin, nghe thật là nhiều thông tin, hoặc là chỉ đơn thuần là thừa nhận rằng là mình đang gặp vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là mình biết là cái hiện trạng nó như vậy, cái tình hình là như vậy, thì là mình sẽ đi vào cái bước gọi là thực hành để mà có thể áp dụng những cái suy nghĩ đấy, những cái thông tin đấy hoặc là những cái điều mà mình biết đấy vào trong thực tế. Thì nếu như mà bạn nào thích những cái nội dung kiểu như này thì có thể đọc cái cuốn sổ tay đọc dịch mà mình để link ở dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất nhé.